Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube HKB Channel của chúng tôi. Ngày hôm nay tôi rất vui mừng được đồng hành cùng các bạn trong một video mới với một cái chủ đề. Trong video này có rất nhiều các nội dung chúng tôi muốn truyền tải đến các bạn. Vì vậy, hãy xem video một cách thật nghiêm túc và đừng tua nhanh. Tôi cam kết với các bạn sẽ làm được những cái điều như tôi đã làm nếu như các bạn chịu khó xem video một cách nghiêm túc và thậm chí không ngại xem đi xem lại nhiều lần. Các bạn hãy nhớ đăng ký kênh YouTube HKB Channel để được cập nhật và xem các cái video mới một cách sớm nhất. Hãy like và share cái video này của chúng tôi cho nhiều người bạn của các bạn được xem. Cảm ơn các bạn. Tiếp tục hôm nay tôi hướng dẫn các bạn cài cái Windows 7 cho cái máy laptop hoặc là máy PC thì chúng ta cũng làm tương tự. Thế thì để mà chúng ta cài được Windows thì chắc chắn là chúng ta phải có công cụ rồi. Và ở đây thì tôi đã chuẩn bị được một cái công cụ, đó là cái USB cài Windows 7 ha. Hôm trước thì đã có một cái video làm hướng dẫn các bạn cài cái Windows 10. Thế thì giữa Windows 10 và Windows 7 hay là các cái Windows khác thì nó cũng tương tự nhau thôi. Chúng ta có cái USB tầm khoảng chừng 8GB là chúng ta chuẩn bị được rồi. Bây giờ cái này tôi đã làm sẵn. Chúng ta cắm vào trong cái máy này, cắm vào cổng USB và các bạn khởi động máy tính lên bằng nhấn nguồn. Sau khi nhấn nguồn thì các bạn nhấn phím F12. Đối với cái máy Dell, các bạn sẽ vào được cái dòng là boot menu. Các bạn chọn vào boot từ USB. Khi chúng ta chọn boot USB thì cái máy của chúng ta nó sẽ boot lên. Đó. Rồi, đến đây các bạn chọn Next. Rồi các bạn chọn Install. Rồi các bạn chọn vào Accept, chấp nhận điều khoản bản quyền. Rồi chúng ta chọn Next. Các bạn chọn vào cái dòng là Customer Advanced. Rồi ở đây thì chúng ta sẽ thấy được là các cái ổ đĩa để cho phép chúng ta cài đặt. Thì trong bước này các bạn có thể là gì, định dạng này ổ đĩa đối với các cái ổ đĩa mới, còn đối với các cái ổ đĩa cũ mà đã có sẵn rồi thì chúng ta có thể gì, để nguyên. Ví dụ ở đây tôi chia ổ đĩa đây, tôi xóa cái này đi nhé. Xóa hết cái ổ đĩa cứng này đi. Rồi, delete. Rồi, bắt đầu tôi chia. Thì ở đây tôi để mặc nhiên là cái dung lượng của nó là 32GB. Tại cái đây đang xài ổ SSD 32GB. Đó. Thì thường khi các bạn chia ổ đĩa như này thì bao giờ nó cũng tạo ra cho chúng ta hai ổ, một ổ là để lưu system, còn một ổ là nó lưu cái phần boot. Đây, khoảng 100MB. Các bạn chọn Next. Rồi quá trình cài đặt chép file bắt đầu diễn ra. Thì thời gian cài đặt
chép file này thì nó diễn ra tùy theo cái máy của mình. Nếu máy chạy nhanh và cài trên ổ SSD thì nó chỉ khoảng chừng 15 cho đến 30 phút là maximum. Còn nếu như mà gì máy chạy chậm thì có thể mất nhiều hơn. Cũng có những máy thì chỉ chạy khoảng chừng 10 phút thôi là xong rồi. Quá trình cài đặt của cái này thì nếu như mà tôi dựng video thì tôi sẽ gì tua nhanh nhé các bạn nhé. Đó, như vậy là quá trình cài chúng ta diễn ra từ phút thứ 4 cho đến phút thứ 8 là chúng ta đã xong cái phần cài đặt và chép file rồi. Bây giờ là khởi động lại máy thì máy sẽ tự boot vào Windows và chúng ta có thể rút cái USB này ra được rồi. Quá trình khởi động lên nó yêu cầu chúng ta nhập cái username. Ở đây tôi nhập là HKP. Các bạn nhập tên gì cũng được nhé. Rồi, password thì chúng ta bỏ qua. Nó hỏi chúng ta nhập cái bản quyền, key bản quyền thì các bạn chọn skip đi. Để cho nó cài vào trong. Rồi, đến đây chúng ta chọn múi giờ. Thì chúng ta chọn múi giờ là UTC cộng 7 đó, giờ Việt Nam đó. Rồi, Wi-Fi chúng ta skip luôn. Rồi, như vậy là cài xong, đúng không? Toàn bộ quá trình cài Win đối với cái máy này, nếu như mà các bạn căn đồng hồ hoặc các bạn ngồi cài thì chắc chỉ hết khoảng chừng là gì? 5 đến 7 phút mà thôi. Nó chạy ổ SSD cho nên là nó chạy cũng khá là nhanh. Rồi, vào đây thì các bạn có thể cài thêm toàn bộ các ứng dụng, các shop khác. Những cái ứng dụng khác hoặc shop mà các bạn tùy biến theo cái nhu cầu sử dụng của mình. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi cái video của chúng tôi. Chào tạm biệt các bạn.